kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 17 tháng 5 thì cả Sơn Đỉnh này tiếp tục lên cho bác một cái bộ âm thanh phối ghép rất là hay trong cái tầm tiền. Combo ngày hôm nay thì Sơn Đỉnh dành cho các bác là dòng combo đến của hãng Pioneer đến từ Nhật Bản. Một cái bộ phối ghép mà Sơn Đỉnh bán cũng rất là nhiều, và với những cái tầm tiền này cũng như cái cách chơi của các bác hàng bình dân thì đây là bộ phân khúc có cái chất âm rất là tuyệt vời. Một chiếc âm ly Pioneer 7800 trơn và một cặp loa Pioneer SI7. Đây là một bộ phối ghép combo rất hợp và hay. Ở phân khúc tầm tiền bộ này thì nó chỉ có mức giá là 15 triệu cả bộ. Các bác có thể là mua lẻ âm ly hoặc là mua lẻ loa thì các bác lùi trực tiếp Sơn Đỉnh. Và đây là một bộ phối ghép để các bác có thể thưởng thức, cũng như các bác gần cửa hàng Sơn Đỉnh các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng để các bác test âm. Còn video mà Sơn Đỉnh quay đây cho các bác thì thực tế vẫn là giới thiệu về sản phẩm loa và âm ly ngày hôm nay thì rất là đẹp. Bây giờ thì Sơn Đỉnh mời các bác cùng Sơn Đỉnh quay chi tiết từng sản phẩm và báo giá công khai. Cặp loa Pioneer SI7. Pioneer SI dòng Pioneer này thì có i5, i7 và i9. Thì cái phân khúc i7 là hàng mà ở cái tầm tiền dưới 10 triệu thì được đánh giá cao. Còn với những dòng i9 thì nó chỉ khác là mấy cái bát này. Nó chỉ là bát 30, nó to hơn một chút xíu thôi. Nhưng cái giá tiền thì nó sẽ chênh gấp đôi so với i7. Cho nên đây là cái sự lựa chọn rất là hợp lý mà Sơn Đỉnh dành cho các bác. Pioneer SI7 trở kháng của loa là 6 ohm. Công suất của loa là 150W một loa. Bát của dòng này là bát 20 năm. Dòng này có giải trầm rất là tốt. Sử dụng là gân mút, màng giấy, lỗ thông hơi phía trước. Một chung 10 và một tép điện. Cái này là tép điện. Tép rất là bén và rất là sáng. Các bác mà nghe những bản nhạc hòa tấu không lời mà nghe những dòng bộ Pioneer phối ghép này thì cực kỳ đẳng cấp. Mà cái cặp loa này thì về trong tình trạng rất là xuất sắc, góc cạnh từ đằng trước tới đằng sau. Loa trở kháng 6 ohm, công suất là 150W một loa. Thiết kế là bên trái bên phải, Margin Japan SI7. Cặp này thì khuyến cáo các bác là không nên hát karaoke, vì sử dụng tép điện mà hát karaoke khi cháy thì rất khó xử lý và nó phí cặp loa. Đây là dòng loa để các bác nghe nhạc. Thùng phủ piano và cái vân thùng nó vân màu gỗ. Góc cạnh loa rất là đẹp. Đấy. Loa thiết kế bên trái bên phải. Cặp loa này thì cửa hàng Sơn Đỉnh giao lưu với các bác mức giá chỉ có 8.500.000 đồng. So với cặp i9 thì nó rẻ hơn một nửa. Mà so với i9 nó chỉ khác là bát i9 là 30. Còn bát i7 thì nó là 25, còn cấu hình của loa thì nó đều giống nhau. Cặp này kích thước tổng quan chiều cao đạt là 80, chiều ngang của nó là 37 và chiều sâu của nó là 32. Đấy, công suất của nó là 150W một loa. Căng cước là loa đẹp xuất sắc. Đây là căng vải zin và đẹp luôn. Đấy, tem mát cũng đầy đủ hết luôn. Cặp loa đang có mức giá là 8.500.000 đồng. Dòng loa này thì rất dễ phối ghép và ghép hay nhất thì các bác cứ ghép cho Sơn Đỉnh vào những dòng âm ly Pioneer. Đây là Sơn Đỉnh đang ghép là Pioneer 7800 trơn. Còn các bác có điều kiện chơi tốt hơn thì ghép với những dòng 7800 mắc đôi. Nhưng ở đây thì phân khúc tầm tiền để dành cho các bác thì Sơn Đỉnh là ghép 7800 trơn thôi. Cặp loa i7 đang có mức giá là 8.500.000. Còn về chiếc âm ly Pioneer 7800 ngày hôm nay về trong tình trạng là siêu đẹp. Các bác thấy rõ từ những cái núm nút này. Đấy. Núm nút của chiếc âm ly rất là mới. Mặt tiền size của nó size 42, sử dụng điện 100V, máy chạy là 4 sò, công suất của ngoài là 160W. Dòng này thì ghép tốt các loại loa bát 25-30. Và đây dòng này thì ra trước so với dòng 7800 mắc đôi. Đấy, công suất thì khỏe hơn một chút. Âm ly có đèn vu, có chỉnh bát tép, có nao nớt. Đấy, có ba lăng, bên này là cách đường vào khi các bác di chuyển. Đấy, rất dễ sử dụng. Âm ly sử dụng điện 100V, cho nên các bác cái đầu tiên quan trọng nhất là các bác đừng cắm nhầm điện. Đấy, và khi các bác sử dụng, khi tắt hoặc khi bật âm ly thì các bác nhớ chú ý kỹ là vặn nhỏ âm ly xuống về không, sau đó tắt bật. Nhiều khi các bác để to quá xong khi đó tắt đột ngột thì âm ly nó rất dễ làm hỏng loa. Cho nên đây là những cái nguyên nhân rất là đơn giản mà rất là nhiều các bác nhiều khi đang cắm điện thoại mà có khách người ta gọi đến rút nắm bục một cái thì nó cháy mất loa, thì lại bảo là âm thanh loa nó đẻo hay là âm ly đẻo. Cho nên ở đây thì Sơn Đỉnh cứ chia sẻ kinh nghiệm cho các bác. Những chiếc âm ly này về trong tình trạng rất là xuất sắc, mức giá là 6.500.000 đồng một chiếc. Cặp loa này có mức giá là 8.500.000 và tổng giá trị cả bộ là 15 triệu đồng.
Các bác có thể là mua cả bộ, cả loa và âm ly cũng được, vì đây là một cái combo phối ghép rất là hay, chơi được đa năng các thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc xưa hoặc nhạc hòa tấu không lời, chất âm rất là tốt. Ngoài ra thì các bác chơi những chiếc âm ly Pioneer 7800 ghép với những dòng loa khác cũng rất là tuyệt vời luôn, để mà giá rất là mềm mại. Video ngày hôm nay thì Cửa hàng Xuân Đỉnh lên cho các bác là hai sản phẩm. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, và các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp với Xuân Đỉnh. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.